Rồi, hello toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đấy thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em một lô máy cắt cỏ gồm 12 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì hôm nay là em lên gồm có hàng Komatsu này, hàng Mitsumichi, rồi hàng Echo, hàng Kyorit, hàng Kawasaki nhé các bác nhé. Đấy. Thì cụ thể như thế nào thì các bác hãy theo dõi hết video giúp em. Và khi xem video thì các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like này. Đấy. Và bác nào mà thấy có gì chưa đạt thì các bác cũng cho em xin một lời bình luận ở bên dưới. Và đặc biệt là khi các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại đang hiện ở trên màn hình nhé. Số điện thoại là 0387 909 688 nhé các bác nhé. Đấy. Và khi mà các bác mà mua hàng ở bên em thì em sẽ không yêu cầu khách hàng phải cọc đồng nào cả. Em không lấy cọc của khách nhé. Đấy. Mà các bác chỉ việc để lại thông tin để em gửi hàng thôi. Hàng đến nơi các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đặc biệt là tất cả cái giá mà em đã niêm yết ở đây là em bao ship toàn quốc nhé. Bảo hành cho các bác là 6 tháng luôn. Nếu trong quá trình sử dụng mà máy nó trục trặc cái gì đấy, thì các bác cứ liên hệ với em sẽ nếu mà em mà các bác mà xử lý được tại chỗ thì em sẽ gửi đồ cho các bác để các bác xử lý, mà nếu mà không xử lý được thì em sẽ có bưu tá đến tận nhà các bác để các bác để lấy đồ về, lấy máy về, em bảo hành, em kiểm tra, em xử lý xong xuôi em lại gửi lại cho các bác đấy, các bác không cần phải đi đâu để gửi gì cả đấy. Rồi đây ngoài máy ngoài những cái lô ở đây thì bên em còn rất là nhiều hàng chưa dọn đây nhá. Hàng này là em đang cũng đang đổ cho các bác thợ là hàng hơi lửa luôn, cho bao hơi lửa để cho các bác về các bác làm được nhá. Đấy, rất là nhiều này. Đây. Rồi. Quay trở lại với lô của em hôm nay thì lô của em đây là lô G nha các bác nhá. Đấy, lô G này, G1, G2, G3, G4 thì khi xem video mà các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình nhé, hoặc là các bác kết bạn Zalo rồi các bác chụp ảnh màn hình gửi lại qua Zalo để cho em sẽ cho thợ kiểm tra lại một lần nữa thật kỹ càng trước khi em gửi hàng cho các bác nhé. Đấy. Rồi, và khi các bác mà mua hàng thì sẽ được đi kèm những món đồ đây. Món đồ như sau gồm có đầu tiên là dây đeo này, hai là cái chắn cỏ nhá, ba là cái chồng mở buji này, bốn là cái lục giác, và năm là cái lưỡi dao này, sáu là một cái lon dầu. Đấy, em tặng luôn cho các bác một lon dầu để về các bác có cái để các bác pha luôn, để tránh các bác mua phải cái dầu mà kém chất lượng thì nó sẽ không được bền cho động cơ của các bác nhé. Đấy. Đây, bác nào mà lấy dao thì thôi bắt cước nhé, hoặc là lấy bắt cước thì thôi dao. Đấy. Còn đây là cái đầu bơm nước ở bên em còn rất là nhiều. Đầu bơm nước này thì bơm cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Các bác không cần phải sử dụng cái dây điện hay cái máy bơm nước gì cả, mà sử dụng chính cái máy cắt cỏ của các bác thôi. Các bác có thể bơm được nước luôn, bơm dân cực kỳ là khỏe mạnh luôn nha các bác nhé. Đấy. Rồi. Và không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em hôm nay. Đấy thì đây cây G1 này là một con hàng con này là con hàng Kawasaki nhé. Con này là con TG18. Đấy. Nòng của nó là nòng 30 ly nhé các bác nhé. Đây, vỏ đẹp này, máy đẹp này. Bình xăng zin nhá, có trợ lực. Nhưng chế này em đã lên chế 260 rồi nhá. Con này là con tum rời này. Cần lắp zin. Và đầu bò em thay mới rồi. Đấy, thì con này thì em giảm giá cực kỳ sâu luôn rồi. Giá chỉ có 1.100.000 thôi. Em bao ship toàn quốc và đi kèm theo các bác là 6 món nha các bác nhá. Đấy. Đây, em test nổ cho các bác xem.
Rồi, G1 giá 1.100.000 nhá các bác nhá. Rồi, tiếp theo đến cây G2. Thì cây G2 này là một con hàng Kyodit nhá các bác nhá. Con này công suất của nó là 21cc, nòng 31 ly, vỏ đẹp, máy đẹp này, bình xăng zin, chế zin nhá. Con này tum liền, cần lắp zin này và đầu bò nguyên bản. Đây. Đấy. Thì cây G2 này có giá là 1.200.000 nhá, em bao ship toàn quốc. Đấy. Rồi, em test cho các bác xem này. G2 giá là 1.200.000 nhé các bác nhá. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây G3. Thì cây G3 này là một con hàng Tanaka nhé các bác. Tanaka, con này là công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly. Đây, buji đứng này, vỏ đẹp, máy sáng luôn, bình xăng zin nhá, chế zin, tum liền này, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây G3 này cũng chỉ có giá là 1.300.000 thôi. Đấy, hôm nay em giảm giá cực kỳ sâu để cho các bác có thể mua hàng được rồi. Máy thì tiếng nổ nghe rất là chắc chắn luôn nha các bác nhá. Đấy, con này thì cái bình xăng này là bình xăng vẫn zin nhá. Rất là mới luôn. Rồi, tiếp theo đến cây G4. Thì cây G4 này là một con hàng Green nhá. Con này công suất của nó là 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly nha các bác nhá. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng này em đã thay mới rồi và chế em cũng đã lên chế 260. Đấy. Tum liền, cần lắp zin này và đầu bò nguyên bản. Thì cây G4 này có giá là 1.300.000 nha các bác nhá. Đấy, bình thường là em để giá nó cao hơn. Hôm nay em giảm giá cực kỳ sâu rồi. Đấy, em nổ cho các bác xem này. Máy nổ rất, nghe rất chắc chắn luôn nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo đến cây G5. Thì cây G5 này là một con hàng Robin nha các bác nhá. Con này là công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Đây, con này thì cái máy nó hơi bị lem một chút, nhưng mà chất lượng thì rất là ok nhá. Bình xăng zin này, chế em đã lên chế 260 rồi. Tum liền, tum nhôm nha các bác nhá, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây G5 này có giá là 1.500.000. Đấy, máy nổ rất là chắc chắn luôn nha các bác nhá. Với những con công suất như thế này thì các bác có thể đi bơm nước này, quật cước rất là ok luôn rồi. Rồi, tiếp theo đến cây G6 nhá. Thì cây G6 này là con hàng Echo, con này công suất của nó là 24cc, nòng của nó là nòng 34 ly nhá các bác nhá. Đây, vỏ đẹp, máy đẹp này, bình xăng zin nhá, chế zin. Con này tum liền, tum nhôm nhá các bác nhá. Đấy, cần lắp zin, đầu bò nguyên bản. Con này tay ga bóp nguyên bản đây nhá. Con này cái tay ga bóp này thì rất là tiện lợi này. Đấy. Thì cây G6 này có giá là 1.500.000 nhá. Đấy, em test nổ cho các bác xem. Máy rất là dễ nổ các bác ạ. Đấy, G6 giá 1.500.000 nhá. Rồi, tiếp theo đến cây G7. Thì cây G7 này là một con hàng Tanaka nhé. Con này công suất của nó là 21cc, nòng 31 ly, vỏ đẹp, máy đẹp này, bình xăng zin,
chế zin, chế tay đỏ nhé. Đây, còn con này tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cái G7 này có giá là 1.800.000 nhé. Đấy, đối với những cái dòng máy như thế này thì các bác về sử dụng rất là bền luôn. Giá 1.800.000 thì các bác đã sở hữu được một chiếc máy cắt cỏ rất là ngon luôn rồi. Đấy. Rồi tiếp theo đến cây G9. Thì cây G9 này là một con hàng Tanaka nhé. Con này công suất của nó là 30cc, nòng của nó là nòng 36 ly. Đây vỏ đẹp này, máy sáng này. Đấy, bô sáng, bình xăng zin nhé, có trợ lực. Chế này em đã lên chế 260 rồi. Con này là con tum rời nhá, tum rời. Đấy, tum đây, cần lắp zin này và đầu bò nguyên bản. Thì cây G9 này có giá là 2 triệu nhá các bác nhá. Đấy. G9 giá 2 triệu. Rồi tiếp theo đến cây G10. Thì cây G10 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nhé. Con này công suất của nó là 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đây máy vỏ đẹp này, máy đẹp, bô sáng. Bình xăng này em thay mới rồi, nhưng mà cũng là bình xăng của hãng nhé. Đấy, chế zin này, chế một kim chỉnh One Pro. Con này tum liền. Đấy, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cái G10 này có giá là 2 triệu nha các bác nhá. Rồi. Tiếp theo đến cây G11. Thì cái G11 này là một con hàng Ryobi. Đấy, con này là con động cơ của Komatsu nhé. Công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Đây vỏ đẹp, máy sáng này, bình xăng zin nhé. Chế này em đã lên chế 260 rồi. Và tum liền, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản nhé. Đấy, thì cây G11 này có giá là 2.2 triệu nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay là em hạ giá rất là sâu để cho các bác có thể mua hàng được rồi. Rồi, tiếp theo đến cây G12 thì cũng là cây cuối cùng của lô ngày hôm nay. Thì cây G12 này là một con hàng Mitsubishi nhé. Con này là con công TL26, công suất 26cc, nòng 33 ly, vỏ đẹp này. Máy này thì nó hơi lem một chút, bình xăng em thay rồi. Và chế em cũng đang chế 260. Đấy. Thì con này là con tum rời này, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Đấy thì... cây G12 này có giá là 2.400.000 nhá. Đấy, rồi em nổ cho các bác xem. Rồi. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 12 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mua hàng thì các bác chủ động liên hệ qua số điện thoại là 0387 909 688 nhé. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like để cho kênh em phát triển nhé. Rồi, thì video của em hôm nay cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.